Ba thanh niên giả danh giám đốc công ty xổ số lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Nhiều công ty sử dụng chiêu trò kiếp ảnh nhạy cảm bị chuyện vu khống người vay tiền để đòi nợ. Thanh niên kề dao vào cổ hàng xóm bắt ép sàn nhà để hành hung. Người đàn ông tự ý lắp đặt hệ thống dẫn điện gây nên vụ hỏa hoạn kinh hoàng. Ba trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Bình New. Kênh YouTube của chúng tôi sẽ cung cấp đến quý vị những tin tức mới nhất, nóng nhất về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn khắp cả nước. Vừa rồi là những tin tức sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi thông tin chi tiết. Ba thanh niên giả danh giám đốc công ty xổ số lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Chiều ngày 30 tháng 11, Công an huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa tiến hành bắt giữ Lê Văn Sơn, sinh năm 2001, Trương Đặng Thành Trung, sinh năm 2002 và Đặng Văn Nghĩa, sinh năm 2001, cùng ngụ tại phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế về hành vi lừa đảo trên không gian mạng chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng bằng thủ đoạn cam kết cung cấp kết quả số lô, số đề trúng thưởng trong ngày cho người chơi. Trước đó, sau một thời gian theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng chuyên sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo mang tên Đào Mỹ Linh, Võ Thị Thu Trang, Nguyễn Phương Linh, chuyên quảng cáo, giới thiệu là giám đốc, trợ lý giám đốc và nhân viên công ty xổ số miền Bắc nên biết được số lô, số đề trúng thưởng trong ngày nhằm mục đích chào mời những người chơi có nhu cầu, qua đó chiếm đoạt tài sản. Xác định đây là ổ nhóm hoạt động chuyên nghiệp, tinh vi, có tổ chức nên sau một thời gian thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu, ngày 27 tháng 11, Công an huyện Thạch Hà đã điều động 3 tổ công tác phối hợp với Công an thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành bắt giữ Sơn, Trung và Nghĩa. Khám xét chỗ ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 3 điện thoại di động, 3 máy tính để bàn, 2 máy in màu, 55 bảng hiệu chức danh cá nhân và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan hành vi lừa đảo. Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã lập ra các Facebook, Zalo ảo, mạo danh là người của công ty xổ số kiến thiết miền Bắc nên biết được kết quả xổ số trong ngày. Qua đó mời gọi người chơi có nhu cầu mua, cam kết các số lô, số đề trúng thưởng tuyệt đối. Khi người chơi đồng ý mua số, các đối tượng yêu cầu chuyển trước 50% số tiền còn lại sẽ nhận sau khi có kết quả chính thức. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền thì các đối tượng tiến hành chặn liên lạc với người chơi. Với thủ đoạn trên, từ đầu tháng 9 năm 2022 đến lúc bị bắt, các đối tượng đã lừa đảo nhiều bị hại trên cả nước. Tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt của các nạn nhân tính tới thời điểm bị bắt là 1 tỷ 200 triệu đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được các đối tượng sử dụng tiêu xài cá nhân. Công an huyện Thạch Hà đang tiến hành tạm giữ hình sự 3 đối tượng trên và tiếp tục mở rộng điều tra. Tên nhân vật đã được thay đổi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến sự việc trên. Nhiều công ty sử dụng chiêu trò kiếp ảnh nhạy cảm bịa chuyện vu khống người vay tiền để đòi nợ. Công an quận 12 phát hiện một số công ty dùng điện thoại di động gọi điện đe dọa, chửi bới, lợi dụng mạng xã hội để khủng bố bằng cách cắt ghép hình ảnh vu khống, đưa thông tin sai sự thật về người vay tiền để bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, uy tín của các tổ chức, cá nhân nhằm mục đích thu hồi nợ. Ban giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành rà soát, lên danh sách và có kế hoạch triệt phá. Ngày 19 tháng 11, Công an quận 12 phối hợp phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh cùng một số đơn vị nghiệp vụ kiểm tra hành chính công ty luật trách nhiệm hữu hạn Power Law trụ sở tại phường An Phú Đông, quận 12. Lực lượng chức năng phát hiện ban giám đốc công ty và 83 nhân viên công ty có nghi vấn liên quan hoạt động phạm tội. Cơ quan công an bước đầu xác định khoảng 300 bị hại trên cả nước là nạn nhân của công ty này. Cơ quan công an đã bắt tạm giam 11 người, khởi tố 2 bị can về hành vi vu khống. Tên nhân vật đã được thay đổi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến sự việc trên. Thanh niên kề dao vào cổ hàng xóm bắt ép sàn nhà để hành hung. Ngày 1 tháng 12, Công an huyện Bố Trạch cho hay, đơn vị này vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Văn Nam, sinh năm 1995, trú thôn Hà Môn, xã Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình, về tội bắt giữ người trái pháp luật, quy định tại khoản 1, điều 157 Bộ Luật Hình Sự. Theo điều tra của cơ quan chức năng, xuất phát từ mâu thuẫn trong việc chia tiền đền bù dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam đi qua thôn Hà Môn, xã Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình giữa gia đình của bố mẹ Nguyễn Văn Nam, sinh năm 1995 với gia đình ông Nguyễn Văn Hướng, sinh năm 1970 là người cùng thôn. Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 24 tháng 11, Nguyễn Văn Nam đã hẹn và điều khiển xe mô tô mang theo một con rựa chở Nguyễn Xuân Bảo, sinh năm 1995 trú cùng thôn, đến nhà ông Nguyễn Văn Hướng đe dọa.
Khi phát hiện ông Hướng ở trong nhà, Nam đã cầm con rựa kề vào sau cổ ông Hướng và bắt ông Hướng về nhà Nam để nói chuyện. Tại nhà Nam, ông Hướng bị Nam chửi bới. Sau đó Nam đấm vào vùng mặt, gáy và dùng đầu gối phải thúc vào ngực của ông Hướng. Dù nạn nhân van xin, nhưng Nam vẫn tiếp tục lấy một con dao dọa chém ông Hướng. Sau đó hàng xóm chạy đến can ngăn thì sự việc mới dừng lại. Hậu quả, ông Hướng bị thương, phải đưa đi điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam, Cuba Đồng Hới. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an đã có mặt và tiến hành khống chế đối tượng Nam đưa về trụ sở làm việc lấy lời khai. Tại đây, Nam đã khai nhận các hành vi trái pháp luật của mình. Tên nhân vật đã được thay đổi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến sự việc trên. Người đàn ông tự ý lắp đặt hệ thống dẫn điện gây nên vụ hỏa hoạn kinh hoàng. Sau 2 ngày nghị án, sáng ngày 1 tháng 12, Tòa án Nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thế Hiệp, 75 tuổi, ở quận Ba Đình, tức Hiệp Khôn, theo bản án sơ thẩm. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không nhận tội, không đồng ý với biên bản khám nghiệm hiện trường của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an. Cụ thể, bị cáo Hiệp cho rằng vụ cháy không xuất phát từ nhà trọ của bị cáo, đồng thời nguyên nhân vụ cháy cũng không phải là do chập điện. Tuy nhiên, bị cáo không có bằng chứng khẳng định nơi xuất phát cháy không phải từ nhà bị cáo. Vì các biên bản khám nghiệm, bản án khẳng định đủ khách quan. Biên bản khám nghiệm hiện trường xác định điểm xuất phát cháy là tại tầng 2 nhà trọ Hiệp 6. Nguyên nhân là chập điện, sau đó cháy lan ra xung quanh. Kết quả khám nghiệm phù hợp với tình trạng nhà trọ từ sơ đồ điện, nơi đặt các vật dễ cháy, bản án nêu rõ. Đánh giá về bị cáo, chủ tọa phiên tòa cho biết bị cáo Hiệp có nhân thân xấu. Đối với lần phạm tội này, bị cáo từng được cơ quan có thẩm quyền cảnh báo nhưng vẫn vi phạm. Do đó, cần có hình phạt nghiêm khắc, cần xử phạt bị cáo hình phạt cách ly với xã hội. Theo cáo buộc, bị cáo Hiệp có 5 dãy nhà trọ cho thuê ở ngách tập thể cơ khí C70, ngõ 879, đường Đê La Thành, sát Bệnh viện Nhi Trung ương quận Ba Đình. Trong quá trình kinh doanh, bị cáo không xin phép cơ quan chức năng địa phương mà tự ý mở rộng bằng cách dựng khung sắt, sau đó làm sàn và vách ngăn bằng gỗ dán, tôn xốp mà không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy. Theo cơ quan tố tụng, bị cáo tự ý lắp đặt hệ thống điện không đồng bộ, dẫn điện từ nhà này qua nhà khác để sử dụng, gây mất an toàn. Ngoài ra, bị cáo Hiệp cũng không trang bị các bình chữa cháy tại nhà trọ và không xây dựng lối thoát hiểm đúng quy định. Cơ quan điều tra xác định các vi phạm về phòng cháy của bị cáo Hiệp là nguyên nhân gây ra vụ cháy trên diện tích khoảng 900m² vào 17 giờ ngày 17 tháng 9. Hỏa hoạn đã làm 2 người chết, gây ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của 31 hộ, 99 nhân khẩu, thiệt hại về tài sản trị giá hơn 1,8 tỷ đồng. Cáo trạng xác định bị cáo Hiệp có 10 tên gọi khác, 4 tiền án, song đã được xóa án tích về các tội như trộm cắp tài sản riêng của công dân, trộm cắp súng đạn, giả danh cán bộ, đào ngũ, cướp tài sản của công dân, hiếp dâm, đưa hối lộ, mua bán trái phép chất ma túy. Ông Nguyễn Thế Hiệp được biết đến với biệt danh Hiệp Khung khi mở khu phòng trọ gần Bệnh viện Nhi Trung ương với giá 15.000 đồng một người một ngày, cho mượn đồ đạc sinh hoạt nếu cần. Những người thuê trọ nhà ông Hiệp phần lớn ở tỉnh xa, có con bị bệnh hiểm nghèo, kinh tế khó khăn. Tên nhân vật đã được thay đổi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến sự việc trên. Ba trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố. Chiều ngày 1 tháng 12, Lê Thị Thu Hà, 30 tuổi và Huỳnh Công Tân, 28 tuổi, bị Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố cho tại ngoại, điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân theo điều 331 Bộ luật Hình sự. Động thái này diễn ra sau hơn 9 tháng mở rộng điều tra vụ án bà Nguyễn Phương Hằng, 51 tuổi, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, livestream xúc phạm nhiều người. Theo cơ quan điều tra, Nhi, Hà và Tân là trợ lý của bà Hằng tại công ty cổ phần Đại Nam, đã thực hiện hành vi giúp sức tích cực cho bà Hằng trong quá trình phạm tội. Việc giúp sức diễn ra liên tục nhiều lần trong thời gian dài, gây bức xúc dư luận xã hội. Những người này đã tạo lập, quản lý các trang mạng xã hội YouTube, Facebook, TikTok, đăng tải thời gian, chủ đề bà Hằng sẽ livestream, kết nối các tài khoản mạng xã hội vào Internet, chuẩn bị sân khấu để bà chủ Đại Nam livestream, đăng tải nội dung xúc phạm các nạn nhân trên trang cá nhân. Việc giúp sức của Nhi, Hà, Tân chỉ dừng lại đến khi bà Hằng bị bắt tạm giam hồi tháng 3. Mới đây, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM lần thứ 2 trả hồ sơ để Công an TP.HCM làm rõ hành vi của một số người có dấu hiệu đồng phạm với bà Hằng trong việc tổ chức và tham gia các buổi livestream, phát ngôn sai phạm. Để phục vụ việc điều tra bổ sung, nhà chức trách đã tạm giam bà Hằng thêm 2 tháng. Trong các lần bà Hằng livestream nói về ca sĩ Vy Oanh, nghệ sĩ Hoài Linh, còn có hai khách mời là ông Đặng Anh Quân, giảng viên trường Đại học Luật TP.HCM và luật sư Nguyễn Đình Kim. Hai chuyên gia luật này cũng có phát ngôn không chuẩn mực về các bị hại. Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định, khi có kết quả sẽ xử lý.
Đối với các cá nhân sử dụng kênh YouTube chia sẻ thông tin của bà Hằng nhằm câu like để tăng thu nhập, Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan đang làm rõ sai phạm để xử lý. Hồi tháng trước, sau khi tiếp nhận kết luận điều tra và hồ sơ vụ án từ Công an thành phố Hồ Chí Minh, Viện kiểm sát đã bác đơn của anh Nguyễn Quang Tuấn, 30 tuổi, con trai bà Hằng về việc xin đặt 10 tỷ đồng để bảo lãnh mẹ được tại ngoại. Bà Nguyễn Phương Hằng là vợ của doanh nhân Huỳnh Uy Dũng, tức Dũng Lò Vôi. Hồi tháng 3, bà bị bắt với cáo buộc lợi dụng sức ảnh hưởng của mình trên mạng xã hội, tổ chức nhiều buổi livestream trên YouTube, Facebook, TikTok, nói nhiều nội dung sai sự thật, sử dụng ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của những người liên quan. Qua quá trình điều tra, bà Hằng thừa nhận các thông tin nói về những người này là do mình nằm mơ, lấy trên Internet và chưa được kiểm chứng. Nhà chức trách xác định hành vi của bà Hằng là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Tại địa bàn Bình Dương, bà Hằng cũng có nhiều hành vi tương tự đối với một số nghệ sĩ cá nhân khác. Vụ án này đã được nhập vào vụ án ở thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết triệt để. Tên nhân vật đã được thay đổi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến sự việc trên. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và ủng hộ của quý vị khán giả. Đừng quên like, share, subscribe, bấm vào những tin tức mới nhất, nóng hổi nhất ở bên đây nhé. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.